Hồ sơ nhân vật, Sherlock, nguồn gốc và sức mạnh. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với OV Dragon để tiếp nối series hồ sơ các nhân vật trong Trumbull. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhân vật vô cùng đặc biệt. Anh ta được xem là một trong những Saiyan cổ đại nhất lịch sử. Người đó không ai khác chính là Charlotte, nhân vật chính xuất hiện trong Trumbull Legend. Và đó cũng là yêu cầu của các bạn Tấn Cường Đặng, VN Kero và bạn Lê Tuấn. Không để anh em phải chờ thêm nữa, giờ thì bắt đầu thôi. Về tiểu sử. Trong thời đại của mình, Charlotte cùng với người anh em song sinh là Giblet đã chiến đấu với những Saiyan cổ đại độc ác khác. Tại một thời điểm, Giblet đã giải thích cho Charlotte rằng sức mạnh của họ còn thiếu để đánh bại những Saiyan độc ác là Super Saiyan God. Đồng thời Giblet còn cho rằng cả hai đều có tiềm năng trở thành Super Saiyan God và tuyên bố họ là những người kế vị chính đáng cho dòng máu Super Saiyan God. Charlotte tỉnh dậy khi bắt đầu cốt truyện của Trumbull Legend. Không có bất kỳ thông tin gì về cách đã đưa Charlotte đến trái đất hiện tại. Khi được truyền hỏi, ký ức duy nhất còn lại của Charlotte là sự chạy trốn và tên của chính mình. Kết thúc trận chiến với Broly, Charlotte và Goku được Zaha thông báo về một giải đấu thời gian. Ở đó quy tụ rất nhiều chiến binh từ khắp nơi trong vũ trụ và phần thưởng của người chiến thắng là điều ước với Super Trumbull. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng Charlotte chấp nhận tham gia với tư cách là đồng minh của Zaha, đồng thời cũng là đồng minh Bulma và Yako. Khi bị đánh bại bởi Raditz, Perot yêu cầu một phiên bản khác của Vegeta trong quá khứ đào tạo Charlotte mạnh mẽ hơn. Sau khi Charlotte thành công hạ Raditz, Perot và Goku tiếp tục đề nghị anh tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau giải đấu. Sau đó Charlotte tình cờ gặp một số thành viên của lực lượng Frieza, bao gồm cả Dodoria và Zabon, những kẻ đã phá hủy các thành phố và xóa sổ dân tộc họ. Cùng lúc này, Charlotte còn gặp một người đàn ông trông giống hệt anh ta, ẩn sau chiếc mũ trùm màu đỏ. Hắn còn được gọi là Saiyan in Red. Ngay sau đó, Saiyan in Red gần như đánh bại Charlotte và Goku mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Trước khi Saiyan in Red biến mất, hắn ta gọi Charlotte là máu của kẻ bại trận, còn Goku là máu nhiễm độc. Báo cáo tình hình lại cho Berserk, Goku quyết định chiến đấu với Charlotte để kiểm tra xem có sự khác biệt nào giữa ki của anh ta và Saiyan in Red không. Điều kỳ lạ là ki của họ hầu như giống nhau, nhưng có một chút khác biệt mà Goku không thể mô tả. Whis tiết lộ rằng Charlotte là một Saiyan cổ đại và ký ức của anh ta chỉ có sự trốn chạy. Goku là người Saiyan, nhưng từ nhỏ đã sống như một người trái đất và còn cắt đi chiếc đuôi của mình. Bằng cách nào đó, chuyện này liên quan đến danh hiệu mà Saiyan in Red đã đặt cho họ. Berserk phỏng đoán liệu Saiyan bí ẩn mà họ gặp phải là Charlotte từ một thời đại khác, tương tự như trường hợp Goku Black. Không lâu sau, Bulma bị bắt bởi các thành viên của lực lượng Frieza do Trunks dẫn đầu, dẫn đến việc Charlotte phải xâm nhập, giả vờ trà trộn vào lực lượng Frieza để cứu Bulma. Một phiên bản của Frieza trong quá khứ đã tiết lộ rằng lực lượng của hắn đang bị chia cắt và bắt đầu các cuộc nội chiến. Sau đó mọi người phát hiện rằng Trunks đã lén tăng cường sức mạnh cho binh lính của mình bằng cách cho họ ăn quả từ cây vũ trụ và cuộc chiến chống lại Trunks của Charlotte bắt đầu từ đây. Dưới sự chỉ huy của Frieza, Charlotte và Apple đang tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ để gia tăng sức mạnh cho lực lượng Frieza. Khi bị thuộc hạ của Trunks tấn công, Whis đã gợi ý anh đi tìm Nappa và Vegeta để chiêu mộ họ vào lực lượng Frieza. Cùng lúc đó, Apple, người đã tìm và thuyết phục được Android 19 gia nhập liên minh. Không may Android 19 được tiết lộ là một gián điệp và ngay khi tìm thấy vị trí của Frieza, tên này đã cử một số copyman tổ chức một cuộc tấn công. Sau trận chiến, Frieza giết Apple vì tội mang Android 19 về và làm ảnh hưởng đến lực lượng Frieza. Điều này khiến Charlotte tức giận. Anh suýt định lao vào giết Frieza nhưng bị Vegeta và Nappa ngăn cản, đánh gục. Sau khi tỉnh dậy, nhận được lời khuyên nghiêm túc từ Vegeta, Charlotte cùng hai Saiyan khác đến một thành phố bị phá hủy để tìm Zabon và Dodoria. Charlotte cũng hỗ trợ Frieza đánh bại Frost. Khi đối mặt với Frieza, anh lần đầu tiên trở thành Super Saiyan để đánh bại hắn ta. Charlotte huấn luyện Kappa trở thành Super Saiyan và tiếp tục tham gia Super Cell Game trở thành Super Saiyan 2 để hỗ trợ Teen Gohan đánh bại Cell. Khi Babidi hồi sinh Majin Buu, Charlotte luyện tập với Goku để trở thành Super Saiyan 3. Sau khóa huấn luyện của trong căn phòng Hyperbolic Time, Charlotte đánh bại Buu bằng hình dạng Super Saiyan 3 của mình. Vào thời điểm Buu đã trở thành Super Buu và hấp thụ Gohan, không ai có cơ hội chống lại hắn ta. Vì vậy, Charlotte phải tìm 5 Saiyan thuần khiết để trở thành Super Saiyan God và đánh bại Super Buu. Khi trở thành Super Saiyan God, anh ta lấy lại được một số ký ức trong quá khứ của mình với Giblet. Khi Super Buu biến thành Kid Buu, Charlotte chiến đấu với hắn ta, ban đầu hết năng lượng, nhưng sau đó trở lại đầy đủ sức mạnh để loại bỏ hoàn toàn Kid Buu. Trong khi đối đầu với Mastermind và Zamasu, Charlotte bất ngờ bị đâm xuyên từ phía sau bởi Energy Blade của Zaha. Charlotte gặp Giblet một lần nữa, người tiết lộ rằng hắn ta cũng có thể trở thành Super Saiyan God. Trận chiến của Charlotte và Giblet được mô tả như trận chiến của các vị thần khi cả hai đều chiến đấu trong trạng thái Super Saiyan God. Về ngoại hình, Charlotte là một người đàn ông khá cao lớn, mái tóc dựng đứng gần giống với Vegeta, nhưng lại có lọn tóc thõng xuống kiểu lãng tử như Mystic Gohan. Nhìn chung thì anh ta giống phiên bản Raditz nhưng tóc ngắn hơn. Anh mặc bộ giáp Sadala Saiyan bằng da. Đây là bộ giáp cũ của người Saiyan trước khi bộ giáp lực lượng Frieza trở thành tiêu chuẩn. Các tấm áo giáp, lựu đạn và băng tay của anh ta đều có màu xanh lam, áo lót và quần đùi màu đen. Ngoài ra anh ta còn có một đôi ủng màu xanh bạc và một chiếc đuôi màu đen như bao người Saiyan. Về tính cách,
Vì vốn là một người Saiyan nên Charlotte sở hữu tiềm năng sức mạnh lớn và khả năng chiến đấu vượt trội. Mặc dù có hơi hung dữ, nóng tính và hay nổi giận với mọi người, nhưng Charlotte có đức tin và đạo đức sống của riêng mình. Anh ta cực kỳ ghét bị sai khiến hay phải nghe lệnh một ai đó. Giống như Goku hay Vegeta, Charlotte cũng cực kỳ ham ăn. Và đặc biệt hơn cả, Charlotte đánh giá một chiến binh không phải bằng sức mạnh mà là sự quyết tâm và ý chí chiến đấu của họ. Điều khó mà bắt gặp ở một người Saiyan. Về sức mạnh, ở dạng bình thường, Charlotte có thể cùng lúc hạ gục nhiều Cybermen. Trong trận chiến với Broly, Charlotte được Broly đánh giá có phần yếu hơn Goku. Cả Future Chuan ở dạng Super Saiyan và Future Chuan cũng cho rằng Charlotte chưa đủ sức mạnh để giúp đỡ họ trong trận chiến. Tuy nhiên sau đó khi đối đầu với Frieza, Charlotte đã hạ gục hai thuộc hạ đắc lực nhất của hắn là Zabon và Dodoria. Điều này khiến Frieza ngạc nhiên và một phần nào đã công nhận sức mạnh của anh. Charlotte sau đó kết bạn với Goku và không ngừng tập luyện. Khi Charlotte học cách đánh bại Goku trong trạng thái Super Saiyan, Goku đã nhận ra được tiềm năng của Charlotte hoàn toàn có thể đạt được Super Saiyan. Whis đã tiết lộ rằng có một thứ gì đó luôn kìm hãm Charlotte lại, và nếu vượt qua nó, Charlotte sẽ bùng nổ sức mạnh. Charlotte còn được huấn luyện bổ sung bởi Vegeta và Nappa, cũng như đội trưởng Ginyu. Sau quá trình huấn luyện nghiêm ngặt với Nappa, Charlotte có khả năng tăng sức mạnh thông qua cơn thịnh nộ. Khi được tăng sức mạnh, màu mắt của anh ta thay đổi và tóc của anh ta dựng lên giống như Super Saiyan, nhưng tóc vẫn màu đen, năng lượng có màu cam với khuôn mặt của một con khỉ lớn phía sau. Sau khi khởi động xong, ngoại hình của anh trở lại bình thường, lần đầu tiên được thể hiện trong trận tái đấu với Raditz. Lúc này sức mạnh Charlotte đã tăng lên, anh có thể đánh bại bất cứ ai trong lực lượng Ginyu trong một trận đấu tay đôi, thậm chí còn hạ được trạng thái thứ hai của Frieza. Nhưng điều đó rõ ràng là vẫn chưa đủ, khi Frieza hóa trạng thái 3 và hạ gục Charlotte, đánh anh rơi vào ranh giới sự sống và cái chết. Vegeta xuất hiện cứu nguy cho Charlotte, Frieza điên cuồng biến thành hình dạng cuối cùng giết Vegeta, quyết tâm trả thù cho Vegeta cũng như bảo vệ niềm tự hào cho dân tộc Saiyan. Charlotte đã biến thành Super Saiyan. Tóc và đuôi của anh ta chuyển sang màu vàng, đôi mắt chuyển sang màu xanh lục. Anh đủ mạnh để đánh bại dạng cuối Frieza, kể cả khi hắn cố hấp thụ thêm sức mạnh từ trái của cây ác quỷ. Tuy nhiên, Charlotte tự đánh giá mình còn yếu hơn khi so với Super Saiyan Full Power Goku và hầu như không thể đả thương được Dabura khi hắn thậm chí còn không đánh nghiêm túc. Trong trận đối đầu với Lost Lark, Charlotte sử dụng Super Saiyan dễ dàng áp đảo hắn kể cả khi hắn tăng cường thêm Ducky. Charlotte khi giúp đỡ team Gohan chống lại Cell, chứng kiến Android 16 hy sinh bản thân để đánh bại Project, anh mở khóa được Super Saiyan 2. Charlotte sau đó được Cell coi là mối đe dọa lớn hơn cả Super Saiyan 2 team Gohan. Việc tiếp tục luyện tập cùng Goku trong phòng thời gian Hyperbolic đã giúp Charlotte đạt được Super Saiyan 3, có thể vượt qua cả Innocent Buu, khiến cho Majin Buu tức giận lẫn Babidi bị sốc. Trong lần đầu Giblet tìm đến Charlotte, một trận chiến đã nổ ra, Charlotte đã sử dụng đến dạng Super Saiyan 2, thậm chí còn tăng ki để lên Super Saiyan 3, nhưng có vẻ như cơ thể Charlotte vẫn chưa thực sự làm chủ được sức mạnh này. Nó tiêu hao năng lượng quá lớn khiến anh không thể duy trì được lâu, Charlotte nhận ra anh vẫn còn quá yếu so với Super Saiyan God Goku, ngay sau đó dễ dàng xử lý Giblet một cách dễ dàng. Whis gợi ý rằng Charlotte nếu muốn mạnh hơn nên tập trung vào chiến đấu bằng dạng cơ bản. Khi đối đầu với Majin Vegeta ở dạng Super Saiyan 2, Charlotte nhanh chóng bị đánh bật về phía sau chỉ bằng một đòn tấn công. Tuy nhiên Charlotte lên đến Super Saiyan 2 thì trận chiến đã được cân bằng. Charlotte buộc phải biến đổi thành dạng Super Saiyan 3 của mình khi Majin Vegeta cường hóa thêm Ducky. Một trận chiến dữ dội đã biến nhiều nơi thành bình địa. Majin Vegeta là kẻ vô cùng phấn khích trước sức mạnh mới của Charlotte, nhưng cuối cùng hắn đã bị thất thế. Trong khi Charlotte đang đánh nhau với Majin Vegeta, thì Gohan đã bị Buu hấp thụ và trở thành Super Buu. Ngay cả khi sử dụng đến Super Saiyan 3 của mình, Charlotte vẫn hoàn toàn bị Super Buu áp đảo và gần như đánh bại. Chọn lựa cuối cùng mà mọi người có thể nghĩ ra để đánh bại Super Buu lúc này là Charlotte cần đạt tới sức mạnh của một vị thần. Charlotte hóa dạng Super Saiyan God với sự giúp đỡ của Chuan, Gohan, Cauliflower, Goku và Kappa. Ở dạng này, anh có thể dễ dàng đánh bại Super Buu kể cả hắn có dùng Ducky. Thần hủy diệt Beerus bị ấn tượng bởi sức mạnh Super Saiyan God của Charlotte. Beerus nhấn mạnh, tuy Charlotte vẫn chưa đạt tới mức sức mạnh Super Saiyan God Goku, nhưng cách anh ta giải phóng lượng sức mạnh khiến ông rất phấn khích. Trong trận chiến thứ hai giữa Charlotte và Giblet, cả hai dạng Super Saiyan God đều được bật lên. Họ lao vào nhau trong chống nhoáng, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Charlotte bị áp đảo sau khi Giblet kết hợp Ducky với Super Saiyan God. Tuy nhiên, sau khi nhận được năng lượng của Super Saiyan 2 God Gohan, Super Saiyan God Future Chuan và Super Saiyan 2 Kappa, Charlotte cuối cùng có thể kết thúc trận đấu và hạ gục Giblet. Ngoài ra, vì Charlotte vẫn còn đuôi và có thể hóa dạng Super Saiyan, nên vẫn hoàn toàn có thể thay một con khỉ đốt khổng lồ màu vàng giống với Goku và Vegeta khi hấp thụ đủ Blue Wave. Trên đây là toàn bộ hồ sơ về Charlotte. Anh em muốn bọn mình làm về nhân vật nào trong Dragon Ball nữa, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nha. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh Dragon Ball và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nha. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Video của bọn mình tới đây là hết rồi. Nếu anh em thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại một like và một đăng ký kênh đi kèm nút chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ chúng mình nhé. OV Dragon xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!